Anh Nằm Hoa, sao chúng ta không vô khách sạn trong thành phố mà lại ra đây? Nếu chỉ vì công việc thì chúng ta mời công ty Dynamexco về Sài Gòn làm việc. Còn với riêng tôi, cô anh Dơi nha mẹ ơi, cô anh Dơi. Anh Nằm Hoa, cô anh Dơi. Giờ thì tôi hiểu tại sao ông giám đốc lựa chọn khách sạn này. Xin mời. Quẩy trên đường không si thang hay bạch sinh sang nguyễn ngam ngam pha lì bạch sinh sang bạch sinh sang ạ bạch sinh sang đã làm mấy cô cũng xía soạn còn thùng sinh sang. Tôi thật không ngờ người vi phạm đầu tiên nguyên tắc làm việc của Chấn Hưng công ty lại chính là cô thư ký của giám đốc. Thưa ông Bạch, tôi nghĩ mình là người Trung Hoa với nhau. Nhưng đây là nguyên tắc của Chấn Hưng công ty. Vì vậy, trong đoàn sang Việt Nam lần này phải lựa chọn những người thông thạo tiếng Việt. Ba má tôi sống ở đất này đã quá nửa đời người. Ta biết quý trọng tiếng nói của họ, ta sẽ được họ yêu mến gấp đôi. Mà sao cô không thay tôi trả lời họ? Thưa ông Bạch, họ yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với ông. Alo, Bạch Nam Hoa, tôi nghe đây. Dạ thưa ông giám đốc, việc về lại bữa tiệc vào trưa mai để chờ ngài thứ trưởng từ Hà Nội vào sẽ rất thuận lợi cho công việc của riêng tôi nữa là khác. Tôi thật lòng như vậy, không khách sáo chút nào. Cảm ơn ông. Thưa cô. Dạ thưa ông, chìa khóa phòng đã có người mang lên lầu rồi. Dạ xin lỗi, phòng tôi số bao nhiêu vậy? Dạ thưa, 302 ạ. Cảm ơn. Cô báo cho ông Lưu biết, đúng 18 giờ đợi tôi ở trước cửa hotel. Cô nên giấu cái bộ mặt quạo quọ đó đi. Nó không hợp chút nào với trách nhiệm của một nữ thư ký xinh đẹp như cô. Coi cái mặt của ông, thế mà ghét. Xui vậy đó. Thời tiết ở đất Quảng này nóng dữ lắm. Theo tôi thì cô nên... Rồi cô nhảy vô trong bồn nước lạnh, cô sẽ thấy thoải mái hơn. Cảm ơn. Dạ. À, cô có thể giúp tôi tìm một chiếc xe? Dạ thưa ông, chiếc Toyota của Dynamexco thuộc quyền sử dụng của ông đã tới khách sạn rồi đấy ạ. Không, ý tôi chỉ cần một phương tiện di chuyển bình thường được rồi. À, chiếc cũng 50 được không? À, vậy thì tốt quá. Tôi rất vui lòng cho mượn, nếu ông có thể nói nơi ông định tới. Nếu ai có hỏi, tôi trả lời thay ông. Chẳng có gì phải giấu cô. Tôi muốn thăm lại kỷ niệm cũ của mình cách đây 16 năm. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ông nói tiếng Việt hay như vậy. À, cô là... Tôi là Thủy Tiên. À, cô Thủy Tiên vui lòng chứ? Dạ, xe không đẹp, ông vui lòng đi tạm. Cảm ơn cô trước. Dạ. Thưa, tôi có thể giúp được gì cho cô ạ? Mấy cô reception Việt Nam dễ thương thiệt. Thank you.
phố này lâu, có bao giờ nghe đến cái tên Dế Mèn không? À, chắc là cô muốn kiếm quyển Dế Mèn phiêu lưu ký của ông Tô Hoài. À không, một cô gái có cái tên Dế Mèn đó. Dạ thưa cô, Dế Mèn đâu phải là tên người, đó chỉ là một biệt danh thôi ạ. À. Lại đây con, lại đây. Không, con không về đâu, con không về chỗ đó đâu, con không về đâu. Con lại không, con lại không. Sao không về nhà? Nhà ở đâu, nhà nào? Lỡ ba má đi kiếm mày thì sao? Tôi đâu có ba má. Vậy tên là gì? Tôi tên là Dế Mèn. Bây giờ đưa Dế Mèn về đâu? Đừng, đừng bắt tôi vào trại mồ côi. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Sợ gì? Sợ chỗ đó thì ở luôn đây. Thiệt không? Thiệt, anh thề đó. Anh đừng bỏ Dế Mèn nha anh. Ừ. Nam Hoa. Hay à, Nam Hoa. Cứu em với, cứu em với. Em sợ lắm, em sợ lắm. Đừng sợ, ba hiền khôn à. Để anh xin đi Dế Mèn nha. Nam Hoa, lại đây. Dạ, à, đầu đuôi câu chuyện ra làm sao? Thưa ông chủ, sáng nay mở cửa kho tôi thấy nó nằm ngay trước cửa. Ừ. Mặt mày thâm tím mà, thấy tội nghiệp quá mới bồng nó vô. Nó đói lạ, cho nó ăn hoài mà nó vẫn là đói. Hỏi nó gì nó không nói. Ừ. Tôi thấy trên áo của nó cái dấu của viện mồ côi. À, vậy hả? Dạ. Ờ, cái con nhỏ đó có vẻ thông minh đó. Anh nuôi nó đi, sau này còn có chỗ mà nương tựa. Anh cho nó đi học, lúc về nó sẽ phụ giúp anh ở trong kho. Dạ. Tôi sẽ đưa thêm anh mỗi tháng 20 ngàn. Dạ. Tôi tuổi già cô quạnh, ông chủ lại cho đứa con, lại cho tiền nuôi nấng. Tôi đội ơn ông chủ. Chú Tài hiền lắm, Dế Mèn kêu ổng bằng ba là sướng đó. Chú Tài có võ, không để ai ăn hiếp Dế Mèn đâu. Sao anh không ở lại đây? Phải về đi học chứ. Chừng nào rảnh anh tới chơi với Dế Mèn nha. Ừ. À, chút xíu nữa thì quên à. Anh tên là Nam Hoa, họ Bạch, nhớ chưa? Nhớ rồi. Anh Nam Hoa ơi, anh Nam Hoa, anh Nam Hoa ơi, chạy qua đi chơi nè. Mình chơi gần bắt nha. Thôi anh mệt quá rồi. Như vậy mà mệt cái gì? Ra bên kia bắt ghế đi. Thôi ngồi đi nghỉ chút xíu đi. Ê, đau không? Ước gì ngày nào cũng có tờ lịch đỏ để cho Năm Hoa được nghỉ học ha. Rồi với mày cũng phải đi học chứ. Lớn rồi, đi học mắc cỡ lắm. Anh Năm Hoa đi học ở trường được chữ nào, về dạy lại em ha. Ngon ha. Ủa, có con dế vừa chui khỏi tổ. Đi mà.
Đây là cổng kho hàng của nhà nước. Sao cậu đứng đây hoài vậy? Chú có phải chú Sáu không? Chú Sáu nhớ cháu không? Cháu là Bạch Năm Qua, cô Út và Bạch Chấn Hưng, chủ cũ kho hàng này nè. Chú nhớ không? À, cậu chơi thân với con dế Mèn, con gái ông Ba Tài. Dạ phải. Ngay rời Việt Nam, cậu không chịu đi. Ông chủ phải cho cậu uống thuốc ngủ để dễ đưa cậu xuống thuyền phải không? Dạ đúng rồi. À, chú có biết chú Ba Tài với cô gái ấy hiện giờ ở đâu không? À, vô đây đã. Dạ. Vậy mà cũng đã 16 năm rồi. Hồi năm 1978, anh Ba Tài bị giặc sắt đè trong khi leo lên kiểm hàng. Cũng may chỉ bị gãy có hai xương sườn, nằm viện cỡ nửa năm. Tội nghiệp con nhỏ, cứ như người câm, lầm lũi lập thuê làm mướn về nuôi cha nó. Tới hồi xuất viện, hai cha con đưa nhau đi đâu mất, không ai còn gặp nữa. Ở kia. Ủa, ông biến đi đâu mất tâm, làm chúng tôi sợ quá trời. Định chạy báo nhờ công an đi tìm. Tôi về thăm nhà cũ, đã báo rồi sắp sinh như vậy mà. Đâu có, tôi tới đó mà đâu có thấy anh. Cô có biết nhà cũ của tôi ở đâu mà cô tìm? Trước khi qua Việt Nam, tổng giám đốc phu nhân đã kể hết mọi chuyện cho Diễm Quỳnh nghe, cả chuyện với Mèn nữa. Có gì vui đâu mà cười. Tôi cười vì biết ra nhiều chuyện mình chưa biết. Thôi, chúng ta xuống phòng ăn làm một ly mao đài chứ. Cảm ơn. Bởi vì tôi quá mệt nên không thể đưa các bạn đi thăm thành phố được. Cậu nên đưa cô Diễm Quỳnh đi dạo đi. Chúc chị dễ nghe. Tại sao ông lại cứ xía vào chuyện của người khác? Đâu có. Tự cô nói hết ra mọi chuyện đó chứ. Giờ thì tôi hiểu rõ tại sao cô lại vội vã rời bỏ khách sạn để đi tìm Nam Hoa. Ở giữa thành phố hoàn toàn xa lạ với cô. Tôi có bổn phận với tính mạng của ông giám đốc. Vậy thì cô lên lầu đi. Bây giờ tôi sẽ biếu cô một thông tin mới nữa nha. Nam Hoa đi ngủ rất ít khi chốt khóa phòng. Ông đúng là một con khú. Ây à. Có cần tôi đi cùng không? Cô đã bước tới cửa phòng của ông ta. Sao cô không bước vô mà lại quay trở ra? Tại sao ông cứ đeo theo tôi hoài vậy? Ông không thấy đó là lố bịch sao? Vì tôi muốn giúp cô. Giúp tôi? Ngoài công việc liên kết với Việt Nam, mỗi người đều có một mục đích riêng. Ông Nam Hoa thì kiếm tìm một kỷ niệm thuở ấu thơ. Còn cô, cô thì muốn chiếm đoạt Bạch Nam Hoa để trở thành con dâu nhà họ Bạch. Đừng cãi tôi. Cô nên thành thật với mình đi. Vậy còn ông? Tôi có bổn phận giúp cô chiến thắng trong vụ này. Ông cần trả lại cái gì cho phi vụ này? Tôi... Cứ nói thẳng ra đi. Tôi muốn được hôn cô. Trời trẻ quá chừng. Nè, cô có muốn tôi cung cấp cho cô một vài thông tin mới nhất về giấy Mèn không?
Ông cũng có những thông tin gì với Mèn à? Ừ. Hiện giờ cô ta ở đâu? Cô đã tự lột trần tham vọng của cô trước mặt tôi rồi đó nghe. Ông quả là một con người ghê gớm, soi mói đến ruột gan tôi. Mà nè, người ta nói hồi ở Hồng Kông ông cũng si tôi lắm mà. Nói em nghe, tại sao anh lại có những thông tin mới nhất về giấy Mèn? Tôi buồn ngủ quá. Thôi, hẹn một bữa khác. Chúc người đẹp ngủ ngon. Dây Mèn! Dây Mèn! Dây Mèn! Anh Năm à, anh không bị cướp gì, em cứu được anh. Thì là Dế Mèn ơi, Dây Mèn! Anh Nam Hoa! Dây Mèn! Nam Hoa! Tỉnh lại đi anh! Dây Mèn! Anh La làm em sợ quá! Diễm Quỳnh đây! Ông giám đốc Nam Hoa đã tỉnh hẳn chưa? Thành thật xin lỗi, đã làm phiền hai vị. Tối qua lúc mà ông chưa về, tôi có gặp ông Thành Danamesco. Và qua ông ta, tôi có nhờ bên công an tìm Dây Mèn giúp ông. Họ nhận lời giúp mình chứ. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi thưa ngài giám đốc. Xin nhắc ngài sáng nay là buổi làm việc đầu tiên giữa chúng ta và Danamesco. Việc này lẽ ra của cô Diễm Quỳnh. Thôi, tôi xin phép. Yên tâm đi. Tôi chỉ cần sốt nước lạnh một chút là tỉnh liền à. Sáng nay sau khi gặp mặt với bên A, tôi sẽ lái xe đưa các vị đi thăm thành phố. Ok. Xin lỗi nghe. Chào ông. À, chào cô Thúy Tiên. Sao ông xuống trễ vậy? Hai người kia đang đợi ông ở phòng ăn. Bữa nay cô Thúy Tiên... Em vừa giao ca. Vậy hân hạnh được mời cô dùng bữa điểm tâm với chúng tôi. Có làm phiền cô không? Được chứ. Xin mời cô. Mời cô mời. Chào. Cô Thúy Tiên dùng gì? Dạ thưa ông, gì cũng được ạ. Xin mời. Cô Diễm Quỳnh dùng trước đi. Thành thật xin lỗi, tôi có chút việc riêng cho nên... Chuyện gì vậy thưa ông? Đó là một cô thư ký có trách nhiệm. Cô ta sợ là trễ giờ làm việc đó thôi. Vậy là lỗi tại em rồi. Giờ thì tới lượt tôi phải xin lỗi hai vị thôi. Cứ thoải mái đi ha. Mọi việc để tôi thu xếp cho. Tôi thành thật xin lỗi cô Thủy Tiên. Có gì đâu ông. Nếu được cô đồng ý, tôi sẽ thu xếp công việc để mời cô đi chơi hẳn một buổi. Bãi biển Mỹ Khê hay non nước? Xin chịu ý cô.
dời xe qua một bên cho đi nhờ chút. Quái lạ, cô gái ấy hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Nè, cơm mày sáng đêm qua chưa dứt sao? Hôm qua nhìn Diễm Quỳnh, ông tưởng người ta. Còn bữa nay nhìn cô gái quét đường, ông cũng tưởng. Không biết có phải đưa ông đi bệnh viện không? Cảm ơn em chị nha. Chiều qua ta bảo nghỉ đi, lại còn cứ cố. Để đi em về. Sốt hoài khám khỏi thử đi. Em đi được mà. Em nhờ mọi người làm giúp em, như vậy em mới yên tâm. Hoài, mai em xin nghỉ để đưa em đi bệnh viện nghe. Đúng rồi đó, phải đi bệnh viện đi. Có gì cho tao giúp cho. Ba ơi, bữa nay đi làm gì sớm vậy con? Con còn ủ hồi chiều trong mền, ba ăn có được không? Ngon miệng lắm con à. Thế lúc tối trời đổi gió, ba có bị đau không? Bữa nay ba thấy khỏe trong mình nhiều lắm rồi con à. Hoài ơi, vô ba hỏi chuyện chút rồi con. Ba ơi, bữa nay con buồn ngủ quá. Để sớm mai ba con mình gặp nhau, và ba cũng đi ngủ cho khỏe nha ba. Mình bước vô, ba sẽ cầm tay mình. Ba sẽ biết mình sốt, ba khổ. Như vậy tội ba lắm. Xuống đây. Cái này Thương Nam Hoa, đừng chết nữa. Không, em không chết đâu. Em phải sống với anh, nhà ba nữa chứ. Anh cho em cái vòng nè. Từ giờ em là người của Bạch Gia rồi đó. Ba, ba không ngủ sao ba? Hoài, con bệnh sao giấu ba? Con thương ba, con chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. Đừng giấu ba tội nghiệp. Con thương ba mà lao lực quá sức nên giá như ngày ấy hai cha con mình cùng đi với họ. Sao ba không đi? Ba nghĩ mình là người Việt Nam, căn cớ gì phải rời bỏ quê hương của mình. Giờ thì ba thương con. Còn anh Nam Hoa? Nam Hoa biết cha con mình không đi, nó mới đòi ở lại sống với bác Tài, với mẹ. Nó khóc như mưa như gió, thì cũng chính ba rồi. Ba mới kêu bà Trấn Hưng đem thuốc ngủ cho nó uống mới mang nổi nó đi.
giờ thì ba có lỗi với con. Ba không có lỗi. Nhất định anh Nam Hoa sẽ quay trở lại nếu ba con mình... 16 năm rồi còn gì. 16 năm. Ba thương con. Chắc khi chết ba không nhắm được mắt quá. Ba, con sẽ quên anh. Con sẽ quên. Con quên được không? Con không sao chứ? Gia cảnh mình như vậy, nếu có trông thấy anh, con cũng không đủ can đảm cất tiếng gọi anh. Ở đời khổ nhất là phải chờ, phải đợi. Ba ơi, con thương ba. Ba ở nhà, con phải đi giao lưới cho mấy sạp hàng. Để ba đi cho. Bữa nay con phải tính tiền với họ. Ba, chiều nay ba muốn ăn món gì nè? Con để cho ba đi chợ đó. Con mà hết buồn, ba ăn món gì cũng thấy ngon hết á. Ba. Được rồi, con sẽ mua cá lóc về nấu canh chua cho ba ăn nè. Con sẽ mua cho ba thêm một cái áo ấm. Con sẽ... Mà thôi, phải bí mật, kẻo bà phá vỡ hết kế hoạch của con mất. Lại bà biểu. Sao tài nóng vậy, chưa hết sốt phải không con? Dạ, đâu có. Con vừa chui vô bếp thổi lửa đó. Ba cất giùm con nghe. Con đi nghe ba. Chị. Ủa, xong rồi hả? Dạ. Đâu, đưa chị coi. Đẹp lắm. Dạo này lòng cá hơn trước rồi á. Chị ba, cho em xin trả tiền công đợt trước. Rồi, yên tâm. Đây. Dạ, cảm ơn chị. Bắt đầu đợt tới thì ứng tiền trước cho em nha. Cô Dì ơi, cô Diễm Quỳnh về khách sạn kêu bác sĩ giúp người ta. Có cần thiết đến như vậy không thưa ông? Cô lẹ lên giùm cho một chút. Cô tỉnh hẳn chưa? Ông là ai mà sao lại... Cô đừng sợ, tôi chỉ là khách qua đường, thấy cô bị ngất xỉu nên... Nhà cô ở đâu? Nhà tôi gần ngay đây thôi. Tôi đưa cô về nghe. Dạ thôi, tôi đi được mà. Nè, cô tên gì vậy? Dạ thưa ông, tôi tên là Hoài. Anh Nam Hoa! Anh Nam Hoa! Người ta tỉnh rồi, để người ta đi. Anh đưa tay cho em xem. Cô ta đâu có phải là người sạch sẽ. Coi chừng bị lây bệnh đó nghe. Đừng có vậy.
Xin lỗi, cô tìm ai? Dạ, tôi... Khách sạn mấy hôm nay toàn là người nước ngoài không à? Chắc không có ai là người quen của cô đâu. Xin lỗi, cho hỏi người đàn ông đi với cô gái vừa rồi có phải là ông Bạch Nam Hoa không? Ông ta là gì của cô? Hả? Dạ... là người quen. Đẹp quá ha. Ây da. Này, cô nói là cô quen ông ta, vậy mà ông ta nhìn cô như chưa từng quen biết bao giờ. Nè, những cái hàng người như cô ấy mà đối với ông ta thì chẳng có nhầm nhò gì đâu. Cô thương tôi á, cô làm ơn đi chỗ khác mà kiếm khách. Khéo không khéo ở đây tôi mất việc bây giờ. Đi đi mà. Con nghĩ á. Tìm trong cõi chia lìa niềm đau ta lạc bên bờ xưa. Tìm khi gió mưa về, tìm trong nắng hững hờ, tìm em tôi tựa bé không nhà. Ông Nam Hoa, ông đi đâu vậy? Có cần tôi... Tôi đi một lát rồi trở về liền. Có ai hỏi, cứ nói chờ tôi ở đây. Nè, sao cô lại đứng đây? Phải hành động đi chứ. Hạnh phúc chỉ dành cho những người dũng cảm gì nó. Ông đi đi. Ủa? Sao cô lại nổi quạo với tôi? Khi mà tôi luôn nghĩ tới việc giúp cô giành chiến thắng. Xe hơi đây, cô leo lên mà đuổi theo chứ. Cô có cần tôi làm tài xế không? Cảm ơn. Cô tìm tôi chắc có công việc gì hả? Chẳng lẽ ông không cho phép Diệp Quỳnh làm bổn phận của mình hay sao? Cảm ơn cô Diệp Quỳnh. Đáng ra khi đặt chân đến thành phố, mình phải nhờ Đài Phát Thanh nhắn tin ngay mới đúng. Để phát vào một tìm trẻ lạc à? Tôi tìm với mẹ. Tìm một đứa trẻ đã lạc 16 năm. Chẳng khác nào việc mò kim đáy biển. Thank you.
chuyện gì vậy? Con đã được tin của năm qua rồi sao? Kiếp vòng này năm qua cho con từ thuở nhỏ, con đã gìn giữ mười mấy năm trời. Có chuyện gì nói cho ba nghe đi con. Dạ, chẳng có chuyện gì đâu ba. Con trót lỡ tay thôi ba. Kìa, sĩ soạn đi đâu quá? Lát nữa anh Đức đến. Ba nói con đi công chuyện rồi tới thẳng bệnh viện luôn nghe ba. Con có hẹn với Đức mà. Dạ, anh Đức có hẹn chở con đi khám bệnh. Nhưng mình cũng không nên lợi dụng lòng tốt của người ta. Được rồi, lát thằng Đức tới ba cứ bảo nó đến thẳng bệnh viện đón con. Tìm khắp mấy bệnh viện mà không thấy. Em đi đâu vậy? Có phải ai đó vừa nhắn tin muốn tìm lại giấy mèn phải không anh? À, có thằng cha khùng khùng nào đó dư tiền bắt có con giấy mèn à, mà nhắn tin trên đài trên báo rùm men lên hết nè, mà lại còn kêu giấy mèn bằng em nữa đó. Ủa, em sao vậy? Dạ không, không. Nè, đừng giấu anh, mặt mày tái xanh tái xám lên thế kia. À thôi, lên xe đi, anh đưa em đi bệnh viện. Em đi bộ cũng được mà. Từ đây về đã khóa xa lắm, mà em lại đang sốt nữa kìa. Em đi bộ quen rồi. Hoài à, đừng nghĩ là anh lo lắng cho em là muốn em nhận lời yêu anh. Không phải, em không nghĩ tới bản thân mình, tôi cũng phải nghĩ tới cha chứ. Lỡ em có bề gì thì cha em sống làm sao nổi. Anh Đức, nên phải xa cách một người nào đó 10-15 năm thì khi gặp lại anh có nhận ra người đó ngay không? Có chứ, sao không nhận ra được. Ngay như em nè, dù 20-30 năm nữa anh vẫn nhận ra liền à. Trừ phi bị tạ axit thôi à. Không không, thôi lên xe đi. Có lên xe không hả? Cảm ơn cô Thủy Tiên. Từ giờ tôi sẽ không dám quấy rầy về chuyện xe cổ. Ông Nam Hoa có một cô thư ký tuyệt vời thật. Quấy về rồi à? Nếu cô ấy chưa về, làm sao em biết được từ nay ông không còn mượn xe của em nữa. Cô làm ơn cho xin chụp phá phòng. Dạ. Dạ đây. Cảm ơn. Có điều em thấy làm lạ, tại sao người ta lại mua cho ông giám đốc một chiếc cúp cũ mềm như vậy? Tôi thích vậy. Ông quên lời hứa với em rồi. Tôi nhớ chứ. À, tại vì công việc quá bề bộn. Cô chuẩn bị đi, bao giờ? Mai đến khi em nghỉ tuần. Cô thích đi bãi biển non nước hay Mỹ Khê? Hoài ơi, Hoài, Hoài, bác sĩ nói em không có bệnh gì hết á, chỉ có suy nhược toàn thân thôi. Mà suy nhược toàn thân á thì chịu dễ ở ha, chịu khó bồi dưỡng một chút là hết ngay. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đem đường, sữa, hột gà, thuốc bổ cho em bồi dưỡng, chịu không? Anh có phải là diễn viên đâu mà sao cứ đóng kịch với em hoài vậy? Đâu có, đây là kết luận của bác sĩ khám bệnh. Đây nè, to thuốc nè, em xem đi sẽ biết liền à. Đó nè, xem đi. Không có bệnh mà lại bắt người ta đi thử máu, thử đàm, rồi chụp cả x-quang nữa. Ai khám bệnh mà chẳng phải như vậy. Có nhiều khi anh á vô khám còn phải thử cả. Thôi anh, ông bác sĩ khám bệnh cho em là bạn của anh đó phải không?
Và ông ta đã bịa ra cái kết luận này theo yêu cầu của anh chứ gì. Thôi được rồi, ngày mốt em sẽ tự đến để lấy kết quả X-quang và sẽ gặp bác sĩ. Anh vẫn chở em đi chứ? Hoài ơi, thằng Bạch năm qua nó về rồi, nó nhắn tin ở trên đài phát thanh nó tìm với mèn. Ủa sao à, con gặp nó rồi à? Dạ chưa đâu ba, thân phận mình như vậy con nghĩ không nên tìm đến chỗ anh ấy làm gì. Có khi chỉ vì họ thương hại sự nghèo khổ của mình mà nhắn tin tìm. Ba ơi, con cần tình yêu bù đắp lại nỗi vất vả của con, chứ không phải con cần tiền ở nơi người ấy. Con kỳ quá, nó thương con nó mới nhắn tin tìm kiếm con chứ. Nếu con ngại thì để ba sẽ đi tìm nó. Ba đi ngay giờ. Ba ơi, ba đừng đi tới đó, con sợ lắm. Con sợ lắm. Con đã tới đó rồi sao? Ở đó chẳng có ai giống ba con mình. Ba ơi, con xin ba đừng đi tới đó. Nếu mà ba đi tới đó, người ta sẽ coi ba như là một người hành khất, một người xin ăn. Còn con, nếu mà con tới đó, người ta sẽ coi con như là một đứa. Ba đã nuôi con bằng cả một cuộc đời trong sạch của ba. Con không muốn về hạnh phúc của con mà ba phải khổ, phải nhục. Con vẫn còn đủ sức khỏe để ráng làm việc nuôi ba, nuôi con. Anh ngồi một mình trên bờ, bỏ em dưới nước, lỡ em chết đuối thì sao? Tôi không biết bơi. Má tôi nói là số tôi bị thủy chấm, phải kỵ sông kỵ biển. Con cưng nhà giàu ngon thiệt. Anh đã vậy sao còn đưa em ra biển? Tại Thủy Tuyên nói là thích biển. Thôi được rồi, em vô thay đồ, rồi mình đi kiếm chỗ khác chơi nha. Kỵ biển. Học bơi biết khỏi chết đuối chứ. Đi ra tắm với em dạy anh bơi. Với mày biết bơi hả? Học ở đâu vậy? Chẳng học gì cả, tự nhiên biết bơi. Anh thích lắm, nhưng thôi mình ra mấy nước kia chơi vậy. Ở đó không? Có sao không?
hèn quá. Anh Năm Hoa bị em gạt rồi. Ủa, không đau hả? Ba em đánh em chỉ có năm thôi. Mà anh Năm Hoa biết bơi, không sợ chết đuối nữa. Vậy thì năm rồi, chứ cả trăm thôi cũng chẳng có nhầm nhò gì. Ừ ha. Anh Năm Hoa ơi, anh đừng có lo. Ba em thương em lắm, ba đánh không có đau đâu. Tôi đã đưa cô đến đúng chỗ cô cần tới. Nào, hãy xuống lông ra đi. Ông luôn là người có ích cho công việc, nhưng cũng luôn là người rất... rất đáng ghét, phải không cô? Họ tới rồi kìa. Đi đi. Bà giám đốc. Thưa ông giám đốc, Chấn Hưng công ty ở Hồng Kông cần có cuộc đàm thoại trực tiếp với ông. Cụ thể là ai? Tổng giám đốc phu nhân ạ. Bà tỏ ý không hài lòng vì ông đã không đàm thoại về nhà theo đúng quy định. Tối nay tôi sẽ gọi điện cho mẹ tôi. Ông có cùng về xe với tôi không? Cô đi với ai? Tôi nhờ ông Lưu đưa đi kiếm ông đó. Vậy thì cô nên xuống biển tắm, thú vị lắm hay không cô Thủy Tiên? Dạ. Chào cô Diễm Quỳnh, hẹn gặp lại buổi tối. Hẹn gặp lại cô vào buổi tối. Một lời hò hẹn tuyệt vời. Mà sao mặt cô quả quả như vậy? Ông cho đó là lời hò hẹn sao? Hãy cứ đợi xem. À thôi, cô lên xe đi. Ai mà đoán trước mọi việc của đêm nay ra sao? Ông nói gì? Tôi không hiểu. Thôi cô lên xe đi, tôi lại buồn ngủ đó. Nói như vậy, cô Diễm Quỳnh sẽ ghét em cho mà coi. Tôi chỉ muốn cô Diễm Quỳnh mãi mãi là cộng sự tin cẩn của mình. Cô ấy rất thông minh và tháo vát trong công việc. Gì lạ vậy? Cô đừng sợ, tôi chưa lừa ai bao giờ. Cô cứ tạm cái khăn rồi đứng lên, tôi sắp có một thông tin quan trọng cho cô đây. Bước vào đi. Ông quay mặt chỗ khác đi. Tất nhiên rồi. Giờ cô hãy đứng lên và quay mặt vào tường. Xong chưa? Quan trọng bao giờ cũng phát ra đúng lúc. Bây giờ cô hãy nhắm mắt lại và người trong mộng sẽ đến với cô như đã hẹn. Cô hãy mặc đồ vào rồi ra ngoài này tao nói chuyện.
chưa bao giờ yêu tôi, đúng không? Đúng. Tất nhiên là tôi cũng vậy. Vậy thì tại sao khi tôi hôn, cô vẫn run rẩy, vẫn đê mê? Vì cái gì vậy? Phải chăng vì chất men đàn ông trong tôi đã quyến rũ được cô? Vậy thì ở đời này đâu phải chỉ có một bạch nam hoa. Nếu cô chịu khó mở to mắt ra một chút, cô sẽ thấy hàng chục, hàng trăm bạch nam hoa để cho cô chọn lựa. Tội gì cô phải lụy với một người không yêu mình? Tội gì cô phải chạy theo một tình yêu đơn phương tuyệt vọng để chôn vùi tuổi trẻ của mình? Tại sao ông lại nói với tôi những điều đó? Bởi vì... Ông hãy thành thật và dũng cảm một chút đi. Tôi đã bắt đầu hiểu ra rồi đó. Đúng, tôi yêu cô. Tại sao cô lại cười? Bởi vì tôi sung sướng. Vì lần đầu tiên tôi đã buộc một người như ông Lưu phải nói thật lòng mình. Cô nên quên những lời dại dột vừa rồi của tôi đi. Nè, anh nói anh yêu em, tại sao lại bỏ đi? Lại đây, lại đây với em. Anh chàng nam hoa của cô đang nằm ôm với mẹ trong mộng đó. Cô hãy sang phá cửa và kéo anh ta ra khỏi cái ảo ảnh dớ dẫn đó đi. Còn nếu cô không đủ can đảm thì cô hãy dùng một viên thuốc ngủ để ở đầu giường kia. Thôi nha, ngủ ngon nhé. Bye bye. Alo. Dạ, thưa ba. Con năm qua đây, ba khỏe không? Dạ, công ty Dynamesco rất đáng để chúng ta liên kết. Ngày mai, con sẽ ký kết hợp đồng sơ bộ với họ. Con sẽ cử Lưu Kỳ về trình với tổng công ty về mọi tiến trình liên kết đầu tư. Dạ. Mọi công việc ba hoàn toàn tin con. Đợi Lưu Kỳ về, ba sẽ họp hội đồng quản trị tổng công ty để thông báo về số vốn dự kiến đầu tư. Con nói chuyện với má nghe. Quẩy Hoa hả? Sao cả từ nay không điện về Hồng Kông? Chừng nào con về? Con đợi đoàn kỹ sư xây dựng qua kiểm tra thực địa xong con mới về. Con có thời gian tìm chú Tài và giấy mèn không? Đừng buồn, con còn công việc và sự nghiệp phải lo. Chuyện ấy đã 16 năm rồi, biết chừng đâu nó đã có chồng con. Nếu giấy mèn đã có chồng con rồi, con cũng sẽ nói cho cô ấy biết con có lỗi, và tất cả chúng ta đều có lỗi với cha con họ. Con làm tất cả mọi việc để cho họ được vui lòng. Hoài, kết quả ra sao em? Em ngột thở quá, đi ra ngoài kia cho thoáng đi anh. Đừng. Anh Đức, đừng lại gần em, cố tránh xa em ra. Nếu không em lây bệnh cho anh bây giờ. Hoài, anh không sợ lây bệnh, chỉ sợ em không thương anh. Nếu vậy thì tội cho anh quá. Tòa thuốc đâu? Đưa anh xem. Bác sĩ yêu cầu em phải về nằm ở bệnh viện chống lao. Anh không được nói gì cho ba em biết nghe không?
Em thương ông quá, em chết mất. Có bệnh thì chữa, bệnh của em đâu phải ghê gớm đến nỗi không thể chữa được. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc, ăn uống tốt là khỏi ngay thôi à. Hoài, nếu em có thương anh, cho anh được chăm sóc em, nuôi nấng ba tay em cho đến ngày lành bệnh. Anh Đức, anh tốt với em quá, nhưng em không xứng đáng đâu. Giả như em cố quên được con người ấy, thời gian chẳng hề làm phai mờ, mà cứ làm nỗi nhớ trong em lớn thêm. Anh tha lỗi cho em. Hồi nhỏ, anh và dế mèn thường chơi cò cò trên các bậc thềm nhà chùa và lượm những bông hoa sứ trắng cài trên đầu, giống như công chúa và hoàng tử vậy. Đài đã phát nhiều lần trên một nhắn tin. Sao cô dế mèn vẫn chẳng đến kiếm anh? Dừng lại một chút đã. Cô là ai? Cô là ai? Ông chóng quên thiệt. Tôi chính là người con gái đã bị ngất xỉu ở rừng dương, được ông nâng dậy. Không, điều ấy thì tôi không quên. Có điều là mấy bữa nay tôi ngồi trên xe đi làm, tôi có cảm giác là để nhìn thấy cô tìm ai đó ở khu vực quanh khách sạn. Thưa ông, tôi không phải là loại con gái kiếm tiền như ông nghĩ đâu. Tôi không muốn gặp lại ông nữa. Khoan đã. Cô ơi, cô ơi, cô ơi. Tại sao ông cứ thích dính vào những chuyện không đâu vào đâu vậy? Cô ta là ai chứ mà ông cứ phải quan tâm đến quá nhiều như vậy? Tôi có cảm giác cô Diễm Quỳnh à, cô tin là có giác quan thứ sáu trong mỗi con người không? Tại sao ông lại hỏi tôi điều đó? Tôi thấy giữa cô gái này với câu chuyện quá khứ của tôi đang có một cái gì huyền bí khó giải thích. Cô có cảm giác đó không? Có. Thế nào? Giác quan thứ sáu nhắc với tôi là chúng ta sẽ đến trễ và làm việc với Dana Mexico. Phần dạ cô mong vậy là xong. Dạ. Theo tôi thì cái hành lang này nó nên kéo dài ra. Chào. Dạ, chào. Dạ. 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 Đêm qua tôi đã xem lại rất kỹ bản dự thảo hợp đồng liên kết. Có gì không anh? Nói chung là ổn. Bộ rất chú ý tới việc này, vì đây là một công ty nước ngoài đầu tiên liên kết với một cơ sở của bộ. Tụi em cũng khớp lắm anh Chính nè. Nhưng qua thời gian làm việc với họ, nhất là giám đốc Hòa Bạch, em có cảm giác là rất tin tưởng. À này, còn việc riêng mà Nam Hoa đã nhờ, các cậu đã tiến hành chưa? Bên công an họ đã báo cho biết, họ đã cho tìm kiếm ở các quận ngoại thành, chưa thấy. Từ bữa qua họ cho rà soát lại trong nội thành. Nếu dế mèn còn ở trong tỉnh, chắc chắn sẽ tìm ra. Khách đã tới, xin mời các chú vô làm việc.
Thành thật biết ơn sự có mặt của ngài Lê Cương, đại diện bộ chủ quản phía Việt Nam trong buổi lễ ký kết hôm nay. Đó là trách nhiệm của tôi. Nào, phi cạn ly. Vậy là anh may hơn tôi rồi. Cái đích anh phải tìm sẽ đến. Còn tôi, ngài cũng đang kiếm tìm à? Vợ tôi đã chết trong chiến tranh. Hàng năm tôi vẫn việc thắp nhang cho bà. Mộ ở ngay bên bờ sông Thu Bồn. Còn đứa con gái duy nhất. Cô gái ấy hiện giờ ở đâu? Nó lạc mẹ. Khi mẹ nó chết, con bé chưa tròn tuổi. Đất nước này nhiều khổ đau quá. Xin được cạn ly với cô gái Trung Hoa. Dạ. Hy vọng cô sẽ hài lòng trong những ngày ở Việt Nam. Dạ, cảm ơn. Nào. Cảm ơn ngài. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn. Xin chào anh. Quý khách cần gì không ạ? À, cô cảm phiền cô đưa giúp cô ấy vô phòng. Vâng. Tôi đã thay quần áo cho cô uống nước. Cô ấy vật vã dữ quá. Có cần kêu bác sĩ không thưa ông? Thôi khỏi. Cảm ơn cô. Dạ. Má ơi, con khổ quá. Cô tỉnh chưa? Cô tỉnh hẳn chưa? Lần sau cô không nên uống nhiều như vậy. Lại đây với em. Anh xoa chân giùm em. Anh có biết tại sao em uống rượu không? Sao anh không trả lời? Anh nói đi, em gian anh. Diễm Quỳnh à, cô ngủ đi, rồi mai tao nói chuyện sau. Anh, sao anh tàn nhẫn với em như vậy? Em có gì không xứng với anh đâu. Anh, đừng. Em sẽ không để cho ai hớp hôn của anh đâu. Diễm Quỳnh, xin lỗi cô.
Xin lỗi, tôi đang đợi chị. Bữa nay chị đi giao hàng gì muộn vậy? Sao chị lại biết được công việc của tôi? Tôi đã để ý từ cái bữa chị bị ngất xỉu, rồi cho tới khi chị chạy theo xe hơi của chúng tôi về tới khách sạn. Rồi Bạch Nam Hoa có tính thương người, nhưng chị đừng có lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Tại sao chị lại nói với tôi như vậy? Tôi là người biết lo trước khi sự việc nó xảy tới. Chị là thế nào với Bạch Nam Hoa? Về công việc, tôi là thư ký của Chấn Hưng công ty. Còn với dòng họ Bạch, tôi là vợ chưa cưới của Bạch Nam Hoa. Dế mèn là ai? Tôi đâu có biết. Dòng họ Bạch giàu có, sang trọng, làm sao có thể quen được hạng người như cô, phải không anh? Đồ bối bạc. Hả? Hoài, Hoài, con ngủ thấy gì mà mới lớn tiếng vậy con? Con vừa nằm mơ, dễ sợ quá ba. Tội nghiệp con tôi. Quên chuyện cũ đi con à. Vô vọng lắm. Con phải sống cho con, và còn phải sống cho ba nữa chứ. Nghe ba nghe con. Con nghe ba. Con nghe ba. Ngày mai con sẽ đi lễ chùa, cầu cho ba được bình yên. Cho mọi người được bình yên. Hoài, con nói gì gỡ vậy con? Sự thật, Bạch Nam Hoa vẫn thương yêu và tìm về với con. Còn nếu như người ta đã bội nghĩa, con xin trời đất hãy sớm cho con trở về cõi Phật. Thank you.
Ông Nam Hoa, tôi có tin mới trong đây. Kìa, trời mưa gió thế này. Ở công ty vệ sinh có tới 4 cô tên hoài, trong đó có một cô bị lao, giờ mới nhập viện. Đúng cô ấy rồi. Có chắc không? Linh cảm mách bảo cho tôi biết, cô ấy chính là người tôi đang tìm. Tôi sẽ vào đó ngay. Tôi có thể giúp gì cho ông được không? À, khỏi, cảm ơn ông. Hẹn gặp lại. Dạ. Chị hỏi phòng A3 đâu hả chị? Dạ cảm ơn chị. Xin lỗi, ông tìm ai? Dạ, tôi tìm cô Hoài, làm ở công ty vệ sinh thành phố. Bệnh nhân vẫn còn hôn mê, anh không vào được đâu. Hiện giờ ai trong nom cô ấy? Chồng cô ta chứ còn ai nữa. Dạ cảm ơn. Có làm sao không? Không, tôi chỉ hơi choáng váng một tí. Tôi gọi y tá giùm ông nha. À, cảm ơn, không hỏi. À. À, ông ơi, ông cho tôi hỏi, ông là thế nào với cô gái nằm trong đó vậy? Anh là ai mà lại hỏi tôi như vậy? Ông ấy là chồng tôi. Chúng tôi đi thăm người bệnh. Vậy đi anh. Anh bệnh rồi đó. Tại sao cô lại nói với người ta như vậy? Anh Nam Hoa, em đã nhìn thấy ánh mắt giận dữ của người đàn ông khi nãy. Em lo cho anh. Nếu đúng là dễ mèn thì dù phải trả giá thế nào tôi cũng phải gặp cô ta một lần. Anh Đức lên ngay phòng y vụ nộp viện phí cho chị ấy, người ta vừa hỏi đó. Dạ, lên liền. Dì nè, anh đã mong chờ ngày này 16 năm rồi. Anh đã đi tìm em. Tỉnh lại đi em. Nếu quả thật em là dế mẹ, xin hãy mở mắt ra. Anh là Nam Hoa đi, dế mẹ. Đúng là em rồi. Vậy mẹ, anh đã về với em. Nam Hoa của em đi. Vậy mẹ. Vậy mẹ. Bệnh nhân nằm đó là vợ của tôi. Nước bệnh viện tâm thần ra hả? Vậy mẹ. Vậy mẹ. Vậy mẹ. Nam Hoa của em đi. Vậy mẹ. Vậy mẹ. Vậy mẹ ơi. Nè, tôi nói cho em biết nha. Anh nghe tôi nói đã. Chứng minh nhân dân của người bệnh ghi rõ, đó là Hồ Thị Bạch Hoài, vợ của tôi. Đó chưa? Cô ấy... Mình dẹp đi. Nè nè, giữ im lặng chứ. Anh Đức, bác sĩ gọi anh. Dạ. Ai đó? Có phải... anh vừa gọi tên em?
chẳng có một ai thương yêu anh như em đã yêu anh. Nam Hoa, em sợ anh bệnh rồi đó. Nam Hoa, anh Nam Hoa, em đây, với mẹ của anh đây. Tìm trong cõi chia lìa niềm đau, ta lạc bên bờ xưa. Tìm khi gió mưa về, tìm trong nắng hững hờ, tìm em tôi tựa bé không nhà. Trong hạnh phúc vô thường.